Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo trang số 37. Ở bài học này, cô sẽ hướng dẫn cho các con bài The Giant Steps và chúng mình sẽ học về cách vắt tay trái qua tay phải. Và đối với ký hiệu nào thì chúng ta sẽ vắt tay, đó là ký hiệu Left Hand Over. Vậy, những khu vực mà có chữ Left Hand Over thì cô sẽ tạm thời không đọc ở trên khóa son, bởi vì đây là phần của tay trái. Khi nào cô sẽ đọc nốt khóa pha, tức là phần của tay trái chơi, thì cô sẽ đọc những nốt này nhé. Bây giờ các con cùng quan sát bản nhạc. Ở bản nhạc này hơi phức tạp một chút, bởi vì có sự dịch chuyển vị trí nốt nhạc ở trên cao xuống dưới thấp và từ thấp lên cao, nên chúng ta quan sát và chúng ta nhớ vị trí nốt nhạc ở trên bản nhạc nhé. Còn ở phần chơi đàn thì lát nữa cô sẽ hướng dẫn. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều. 1, 2, 3, 4, lặng. Đô, đô, lặng. Đô, 1, 2. Đô, rê, mi, pha, son, son. Đô, rê, mi, pha, son, hai. Lặng. Đô, 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 1. Son, fa, mi, rê, đô, đô. Son, fa, mi, rê, đô, hai. Phần này là phần son cao này. Đó. Thì khi mình chơi đàn mình sẽ chơi son cao, nhưng mà giọng cô không lên được cái chỗ đấy nên cô đọc son thấp. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc vị trí khóa pha với các nốt nhạc như sau. Như cô đã nói, nốt vắt tay này tuy được viết khóa son và cô cũng sẽ đọc bởi vì nó là chơi phần tay trái. Bây giờ cô lấy nhịp đều nhé. 1, 2, 3, 4. Đô, 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 rê, mi, pha, son, son. Đô, rê, mi, pha, son, hai. Đô, 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 son, fa, mi, rê, đô, đô. Son, fa, mi, rê, đô, hai. Nốt nhạc này đang dịch chuyển từ khóa son sang khóa pha, nên vị trí nốt của mình lại phải đọc giống như nốt các nốt ký hiệu ở trên khóa pha. Đó là sự phức tạp của bản nhạc này. Bản nhạc này thì chúng ta lưu ý về những nốt nhạc dấu dáng này và vị trí vắt tay. Bây giờ các con cùng quan sát trên màn hình, cô sẽ hướng dẫn cho các con kỹ càng từng tay một. Ở bài Giant Steps thì các con có khá nhiều chỗ mà chúng ta sẽ vắt tay. Thế thì chỗ Left Hand Over thì cô sẽ không chơi, mà cô sẽ chơi riêng những chỗ mà khóa son dành cho tay phải thôi nhé. Bây giờ thì cô sẽ bắt đầu lấy nhịp đều và cô chơi. 1, 2, 3, 4, lặng. Đô, đô, đô. 1, 2. Đô, rê, mi, pha, son, son. Đô, rê, mi, pha, son, hai. Lặng. Đô, đô, đô. 1, 2. Son, fa, mi, rê, đô, đô. Son, fa, mi, rê, đô, hai. Đây là một bản nhạc mà có khá nhiều sự thay đổi và sự phức tạp. Đối với các con thì chúng mình cũng sẽ luyện từng tay cho thạo rồi chúng ta mới ghép hai tay nhé. Bây giờ thì cô sẽ chơi với phần của khóa pha. Tay trái thì vị trí mình đặt là vị trí đô thấp. Vị trí này là vị trí đô trung tâm. Thì nốt đô thấp là ở phía dưới này bằng ngón 5. Rồi, cô sẽ bắt đầu như sau. Khi vắt tay thì chúng ta sẽ vắt lên đô cao của khóa son. Vậy thì chúng ta sẽ phải vắt qua đây, nốt đô này bằng ngón số 2 nhé. Rồi bây giờ các con cùng nhìn cô làm mẫu. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Rồi, sau đây cô sẽ ghép hai tay nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bây giờ thì cô sẽ chơi với phần nhạc beat chậm và phần nhạc beat nhanh nhé. Xong cho con bài Giant Steps. Các con luyện tập bản nhạc này thật kiên nhẫn nhé. Đây là một bản nhạc khá khó và thử thách đối với chúng ta đấy. Chúc các con luyện tập bản nhạc này thành thạo. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.